Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc bác tin đồn thay thế Huỳnh Đức. Đội trưởng đội tuyển Malaysia gái to đòi hạ Việt Nam. Messi, Ronaldo nằm ngoài top 10 cầu thủ có giá trị cao nhất. Van der Sar cảnh báo Manchester United là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay, 9 tháng 6. Xin chào các khán giả của Nextport. Chúng ta lại gặp nhau trong bản tin Nextport News được phát sóng vào 12:30 hàng ngày trên fanpage và kênh YouTube của Nextport. Thưa quý vị, chuyện gì đang xảy ra với SHB Đà Nẵng vậy? Trận thua 0-1 trước Sao Lam Nghệ An ở vòng 3 V-League 2020 đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của thầy trò ông Lê Huỳnh Đức. Và từ việc là một ứng cử viên vô địch thì lúc này đội bóng sông Hàn đang phải ngụp lặn ở phía đáy bảng xếp hạng. Và như một lẽ tất nhiên thì sau khi Thanh Hóa chạm tướng thì nhiều người phỏng đoán rằng điều tương tự cũng sẽ xảy ra huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Thậm chí người ta còn có ngay một cái tên để thay thế ông. Nhưng người được đồn thay thế thì lại lên tiếng phủ nhận. Chia sẻ với báo chí, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn thay thế huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tại SHB Đà Nẵng. Tôi vẫn đang làm việc ngoài Hà Nội, chưa có bất cứ thông tin gì về việc thay huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cả. SHB Đà Nẵng đã thua cả 3 trận đấu đầu tiên tại V-League 2020 và xếp cuối bảng. Ở Cúp Quốc gia 2020, thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức sớm dừng bước ở vòng 1/8. Không chỉ yếu kém về thành tích, theo giới chuyên môn thì lối chơi của SHB Đà Nẵng cũng không khởi sắc và thiếu sự đột biến. Hàng công của họ chỉ ghi được 2 bàn sau 5 trận vừa qua. Sáng ngày 8 tháng 6, cuộc họp toàn đội về tình hình hiện tại cũng diễn ra khá căng thẳng. Ở trận đấu tiếp theo, SHB Đà Nẵng sẽ gặp Quảng Nam thuộc vòng 4 LS V-League 2020. Thường thì khi thắng thì người ta mới gáy to, nhưng có những người lại thích gáy to khi bại trận trước đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trường hợp ngoại lệ đó chính là đội trưởng của đội tuyển quốc gia Malaysia. Nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé. Và bên cạnh đó sẽ là cụm tin vắn trong nước của chúng tôi với những tin tức thú vị. Malaysia có thể đánh bại bất cứ đội bóng nào. Đó là phát biểu của đội trưởng đội tuyển quốc gia nước này, Adil Zafran Abdul Razak, ngay sau khi AFC công bố lịch thi đấu mới của vòng loại World Cup 2022. Các cầu thủ Malaysia đã phải nghỉ thi đấu suốt từ giữa tháng 3 do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, trong khi trái bóng chuyên nghiệp ở Việt Nam và UAE đã lăn trở lại. Mặc dù vậy, Abdul Razak vẫn tin tưởng vào những kết quả thuận lợi trong 3 trận đấu phía trước. Chúng tôi không được phép sợ hãi trước mọi đối thủ và cần phải chiến đấu hết mình nếu muốn nhận được kết quả tốt. Malaysia có 3 trận đấu lớn trước mắt và có cơ hội lớn để đi tiếp. Hiện Malaysia đang tạm đứng thứ 2 ở bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 9 điểm, kém đội đầu bảng là đội tuyển Việt Nam 2 điểm. Abdul Razak và các đồng đội sẽ lần lượt chạm trán UAE và Việt Nam vào tháng 10, trước khi đối đầu Thái Lan vào tháng 11. Theo tờ Bola Sport, Liên đoàn bóng đá Indonesia quyết định đưa ông Sindra Siafari lên làm trợ lý huấn luyện viên trưởng cho ông Shin Tae-yong ở đội tuyển quốc gia nước này nhằm chuẩn bị cho các trận đấu còn lại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và AFF Suzuki Cup 2020. Indra Siafari là cái tên rất nổi tiếng ở Indonesia, đặc biệt là ở cấp độ bóng đá trẻ. Ông Siafari từng giúp U22 Indonesia giành huy chương bạc SEA Games 30 và vô địch U22 Đông Nam Á 2019. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công là người được chọn dẫn dắt Thanh Hóa sau khi đội bóng chia tay huấn luyện viên Fabio Lopez. Chia sẻ trong buổi gặp mặt ban lãnh đạo Thanh Hóa vào chiều ngày 8 tháng 6, ông cho biết mục tiêu trước mắt là giúp Thanh Hóa trụ hạng và kế tiếp là vực dậy Thanh Hóa khởi sắc. Trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công sẽ là cuộc tiếp đón Sông Lam Nghệ An ở vòng 4 LS V-League 2020. Chứng kiến cảnh các sân vận động Việt Nam chật kín khán giả, The Daily Mail đánh giá không còn cách ly xã hội, người hâm mộ ùn ùn tới sân khi bóng đá Việt Nam trở lại. Tờ báo này cho biết thêm, Việt Nam xứng đáng được ca ngợi về công tác phòng dịch và mở đường cho bóng đá trở lại với khán giả. Trước đó, hãng tin Reuters cũng đã có bài viết tương tự về không khí bóng đá cuồng nhiệt tại Việt Nam sau dịch Covid-19. AFF Suzuki Cup 2020. Next Media sở hữu trọn vẹn bản quyền truyền thông tại 4 quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Hình thức miễn phí và trả tiền trên tất cả các hạ tầng: mặt đất, cáp, vệ tinh, internet, IPTV, di động, phát hành, trình chiếu công cộng. 26 trận đấu hấp dẫn đón xem trên các hạ tầng và nền tảng phát sóng. Chuyển sang phần tin quốc tế, mới đây thì Trung tâm Nghiên cứu bóng đá thế giới CIES đã cập nhật giá trị của những cầu thủ hàng đầu thế giới. Nếu bạn là fan của Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Neymar thì xin chui buồn, thần tượng của các bạn không lọt vào top 10 đâu ạ.
Trong khi đó thì với màn trình diễn ấn tượng gần đây thì những ngôi sao trẻ của Bundesliga đã lọt vào top này. Trung tâm nghiên cứu bóng đá quốc tế CIES mới đây đã công bố danh sách những cầu thủ có giá trị cao nhất thế giới hiện tại. Theo đó, Kylian Mbappe nắm giữ vị trí số 1 khi được định giá lên tới 259,2 triệu euro. Bốn cầu thủ còn lại đứng trong top 5 đều mang quốc tịch Anh, gồm Raheem Sterling, Jadon Sancho, Alexander Arnold và Marcus Rashford. Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, chủ nhân của 11 trong số 12 quả bóng vàng gần nhất, không nằm trong top 20. Nếu Elfunga xếp ở vị trí thứ 21 với giá trị 78 triệu euro, thì CR7 thậm chí còn đứng tận thứ 70 với con số 56 triệu euro. CIES định giá cầu thủ dựa trên nhiều tham số như thời hạn hợp đồng, quốc tịch, tuổi tác, vị trí thi đấu, tiềm lực kinh tế của câu lạc bộ chủ quản, phong độ của cầu thủ tại câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Thống kê của CIES có sự chênh lệch với trang thống kê chuyển nhượng Transfer Market. Ví dụ như trường hợp của Mbappe, CIES định giá 259,2 triệu euro, còn của Transfer Market là 180 triệu euro. Quý vị ạ, La Liga sẽ trở lại vào cuối tuần này và hơn hết người hâm mộ cũng như tôi đều rất mong sẽ được chiêm ngưỡng những ngôi sao của giải đấu như Lionel Messi hay Eden Hazard có thể ra sân thi đấu. Và sau khi đọc những tin tức vào sáng nay thì tôi đã thở phào nhẹ nhõm vì tình hình lực lượng của Real Madrid hay Barcelona đều rất tích cực. Bên cạnh đó sẽ là cụm tin ván quốc tế của chúng tôi với những tin tức thú vị. La Liga sẽ chính thức trở lại vào ngày 11 tháng 6. Các câu lạc bộ lớn đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho ngày tái xuất. Về phía Real Madrid, huấn luyện viên Zinedine Zidane sẽ chào đón sự trở lại của Eden Hazard, Marco Asensio và Karim Benzema sau chấn thương. Đối thủ của Real Madrid trong cuộc đua vô địch, Barcelona cũng chào đón sự trở lại trên sân tập của Lionel Messi và Nelson Semedo sau nhiều ngày tập riêng tại phòng gym. Cả hai đội bóng đang có lực lượng mạnh nhất chuẩn bị cho ngày La Liga trở lại. Ở vòng đấu tiếp theo, Real Madrid sẽ chạm trán với Eibar, còn Barcelona sẽ đối đầu với Mallorca. Trên bảng xếp hạng hiện tại, Barca hiện đang hơn Real 2 điểm và La Liga còn lại 11 vòng chưa đấu. Theo tờ Kicker, Niklas Süle sẽ không thi đấu ở 4 vòng còn lại của Bundesliga mùa giải năm nay, cho dù đã trở lại sân tập kể từ tháng 5. Bayern Munich không muốn mạo hiểm với chấn thương đứt dây chằng đầu gối mà trung vệ người Đức gặp phải hồi tháng 10 năm ngoái. Niklas Süle sẽ có thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn trước khi Champions League trở lại vào tháng 8. Người đồng đội cũ của Cristiano Ronaldo tại Sporting Lisbon, Rodrigo Tello, đã so sánh CR7 với huyền thoại bóng rổ Michael Jordan. Ronaldo luôn là người giỏi nhất trong mọi môn thể thao. Dù là Fossball, Bia hay nâng tạ, anh ấy làm tôi nhớ đến Michael Jordan, một người luôn cạnh tranh hết mình trong mọi thứ. Tello có một năm sắp cánh cùng Ronaldo ở Sporting Lisbon trước khi trôi dạt sang Thổ Nhĩ Kỳ, rồi trở về quê nhà Chile để chơi bóng. Theo tờ Sport, Barcelona đã từ chối lời đề nghị chiêu mộ Ansu Fati có trị giá 89 triệu bảng của Manchester United. Đội chủ sân Camp Nou chỉ để cầu thủ 17 tuổi ra đi nếu có câu lạc bộ nào trồng đủ 150 triệu bảng phí giải phóng hợp đồng. Trưởng thành từ lò La Masia, Ansu Fati đã có 24 lần ra sân cho Barca mùa này và ghi được 5 bàn thắng. Không chỉ thất bại ở thương vụ Ansu Fati, Manchester United còn gặp rào cản lớn trong việc chiêu mộ Donny van de Beek. Giám đốc điều hành của Ajax Amsterdam, Edwin van der Sar khẳng định câu lạc bộ sẽ không bán các cầu thủ với giá rẻ, bởi đội bóng của Hà Lan đang có nền tảng tài chính bền vững. Ngoài Van der Beek, thủ môn Andre Onana và hậu vệ Nicolas Tagliafico của Ajax cũng đang nhận được sự quan tâm của nhiều ông lớn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12:30 hàng ngày trên fanpage và kênh YouTube của Nextsport nhé. Nhớ ấn subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức thú vị nào về bóng đá trong nước cũng như quốc tế. Everybody has this one dream. You can't put numbers on the value of the Meisterschale. Keep believing and keep scoring. And Lewandowski! But sometimes, there's a rude awakening. Brilliant strike here! The Foles are coming to spoil your dream. So what will you do to keep your dream alive? FC Bayern München versus Borussia Mönchengladbach.